Hôm nay mình mở cái tài khoản Google của cái Samsung J5 Rim nha. Mã là G570. Cách này là phải lắp SIM vào máy, mà cái SIM mới là phải gọi được nha. Đầu tiên thì các bạn ấn 3 lần phím Home. Talkback on. Talkback tutorial. Showing items 1 to 3. Sau đó vẽ chữ L. Global context menu. Talkback. Talkback settings. Chạm vào đây. Rồi chạm 2 lần. Talkback settings. Rồi, tới đây các bạn là ấn 3 lần phím Home để tắt Talkback. Rồi. Các bạn chọn đây. Chọn đây. Turn on OK Google. Vị trí. Các bạn chọn vị trí nè. Lịch sử vị trí. Tới đây các bạn ấn phím trở về. Rồi, các bạn cứ thì các bạn cứ truy cập vào trang web mình có để ở phần mô tả đó. Tới đây các bạn vừa ấn giống 3 chấm nè. Open Samsung Internet. Các bạn tải cái này cho mình. Cái này là Android 7. Tắt ứng dụng này đi. Và Google Play Service nữa. Các bạn cũng xóa dữ liệu luôn. Trở về và tắt cái này đi. Đó, các bạn tắt cái này và tắt cái này. Đây.
các bạn tải cái ứng dụng này vào về máy và cài vào. Đây, có cái mục Google nè. Rồi, các bạn đăng nhập một tài khoản bất kỳ nha. Rồi các bạn thoát ra. Bật cái này lên. Vào ứng dụng đã tắt nè. Bạn bật cái này lên. Bật lên. Rồi. Khởi động lại. Quá trình máy nó khởi động lại và nó chờ hơi lâu. Các bạn ấn tạm dừng video đi rồi tí nữa xem tiếp. Mình cắt cái đoạn video đi chứ tiếp tục quay thì video nó rất là dài. Rồi, tài khoản đã được thêm.
Các bạn xóa cái ứng dụng hồi nãy mình cài đi nha. Mình cài vào máy mình xóa đi. Và xóa cái tài khoản Google luôn. Nếu các tài khoản chính chủ thì các bạn để. Còn này máy của khách nên mình xóa đi.